Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung lại hầu tòa. Hôm nay 25 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định đưa ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đồng phạm ra xét xử. Theo đó, ngày 10 tháng 12 tới, ông Trung, ông Nguyễn Trường Giang, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Atic, công ty Atic và Võ Tiến Hùng Cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội sẽ bị đưa ra xét xử tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa phiên tòa, có 5 luật sư tham gia bảo chữa cho Nguyễn Đức Trung. Trong vụ án này, nguyên đơn dân sự được xác định là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được xác định là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Atic cùng 3 cá nhân trong đó có bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa vợ ông Nguyễn Đức Trung. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hoa là luật sư Giang Hồng Thanh thuộc văn phòng luật sư Giang Thanh, đoàn luật sư Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, để định hướng việc mua chế phẩm Red OC 3C của Cộng hòa Liên bang Đức thay thế hóa chất đang sử dụng, từ tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Đức Trung đã cử đoàn công tác đi Cộng hòa Liên bang Đức để làm việc đàm phán, đặt hàng với Washwater GmbH và quyết định lựa chọn chế phẩm Red OC 3C. Ông Trung yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ khi chưa được thực hiện thử nghiệm Quy trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ theo đề án trước đây quy định phải thử nghiệm 12 tháng và chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả chế phẩm Red Oxy 3C. Thời điểm đó, ông Nguyễn Trường Giang không phải là cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng suốt quá trình thăm, làm việc, khảo sát, trao đổi, đàm phán với đối tác để sản xuất, sử dụng chế phẩm Red Oxy 3C, ông Giang được cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cử đi cùng như cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc này nhằm tạo vị thế cho Giang để sau đó ông Giang ký độc quyền nhập khẩu chế phẩm Red Oxy 3C từ Washwater GMNH và bán cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho chính Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt hàng. Kết quả điều tra cho thấy công ty Arctic có vốn điều lệ 5 tỷ đồng do ông Giang nắm 60% cổ phần, một cá nhân khác nắm 40%. Tuy nhiên, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay bà Nguyễn Thị Trúc Tri Hoa và ông Trung. Theo chỉ đạo của cựu chủ tịch Hà Nội, công ty Atec được độc quyền phân phối chế phẩm Red Oxy. Từ năm 2016 đến năm 2019, công ty này đã ký 15 hợp đồng, bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm nước sạch cho công ty thoát nước Hà Nội. Công ty Atec mua lượng chế phẩm này từ hãng Watchwater với giá 115 tỷ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỷ, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.